Diễn viên, một biên đạo múa rất là giỏi nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên xin phép chào chị Hồng Dân, chào anh Quốc Thuận đó, cùng toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Khang, còn đây là vợ em là Phương Dung. Dạ. Khang năm nay là bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ năm nay Khang em 37 tuổi. Hiện nay đang công việc chính là MC và biên tập chương trình. Khang 37 tuổi mà nhìn trẻ măng, quá trẻ mặn luôn á. 37 là nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó mà trẻ quá. Em cũng trẻ. Trẻ mà. Anh Thuận trẻ. Đến cái độ mà cháu nó không chịu mọc tóc luôn. Còn em bé sơ sinh mà. Yeah. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Dạ em chào anh Quốc Thuận. Em là Phương Dung. Hiện em là huấn luyện viên cách quốc ạ. Dung nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nhỏ hơn ảnh 1 tuổi. Là trời ơi. Sao mà trẻ măng vậy? Trẻ măng, trẻ mặn. Mà gọi là bún mà sữa đúng không? Đúng không? Câu chuyện tình yêu của các em nó như thế nào? Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Hai vợ chồng quen biết với nhau được hơn tính tới thời điểm này là 13 năm. Là trước đó là lúc đó thời điểm đó là em lúc đó em có đi hát, nhưng mà lúc đó tự nhiên có một cái bạn đó, bạn mời em làm MC cho một cái chương trình về áo cưới cho bạn đó. Thì cái bữa đó thì em vừa làm MC thì vợ em lúc thời điểm đó là một cô gái diễn trong cái chương trình đó, người mẫu đúng không? Người mẫu trong cái chương trình đó. Khúc cuối chương trình thì là có là giống như là tất cả các người mẫu sẽ cùng đi ra để mà đi một vòng đó. Bạn này thì bị lẻ loi. Thì cuối cùng thôi thì em đi một em mình. Em phải sấn vô. Em sấn vô liền. Em đâu có để bình thường gì được. Em sấn vô liền. Em đi với anh. Thế là đi. Mình cũng không có nghĩ có chuyện gì hết. 3 ngày sau thì hai vợ chồng được còn một cuộc gọi điện thoại là đi chụp hình cưới chung. Nhưng mà là khác cặp. Khi đi về á, đi về thì mới là gặp. Ngồi trên xe mới gặp nhau, mới nói chuyện nhiều. Thì lúc đó em cũng không nghĩ là lại có duyên tới như vậy. Cái lần đầu mà gặp á, thật sự ra hồi đó còn trẻ nên hơi mê trai chút xíu. Lúc mà chụp hình xong rồi lên xe là được nói chuyện nhiều. Dạ, mà em... ai là người chủ động nói nhiều hơn? Dạ ảnh. Tại vì hồi đó em không có nói chuyện. Em mà cũng không hiểu tại sao nữa là đi xe mà đi từ Phạm Văn Hai á, mà đi tới Thác Giang Điền, mà nói từ Phạm Văn Hai mà nói tới Thác Giang Điền. Khang nói nhiều dữ lắm. Dạ em cũng biết làm MC đó. Bây giờ nghĩ là không biết nói cái gì. Xong rồi tới lúc đi về ổng lại lợi ngồi tiếp nữa mà vẫn nói. Nói từ Thác Giang Điền nói về tới Phạm Văn Hai. Chà, xong rồi năng lượng dồi dào dữ. Nhưng mà lúc đó là cái cảm giác mà ảnh nói như vậy á, làm cho em bực mình hay là em mê mệt? Dạ mê chứ. Mê tại mệt khoái mà. Thật sự ra là thời điểm đó thì em cũng xin thông báo luôn là em đã có bạn gái rồi. Nói chung là mình chỉ ngồi lên mà mình bắt chuyện để mình nói chuyện cho nó đỡ buồn thôi. Nói cho hề cho vui. Em cho anh xin số điện thoại đi, lỡ mai mốt anh có show anh gọi em. Dạ. Thì cái lúc đó thật sự ra là mình chỉ lấy cái mối quan hệ để sau này mình làm việc thôi. Sau cái bữa đó là về bạn này có điện thoại cho em liền. Dạ về nhắn tin liền. Bao nhiêu tiền em dồn vô để em nhắn tin. Nhắn tin nhắn lại. Dạ đúng. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu dứt cái mối tình kia để chuyển qua mối tình này. Dạ, bao nhiêu lâu? 6 tháng. Trong cái 6 tháng đó thì vợ bị mất cái điện thoại thì không có liên lạc một thời gian dài luôn, là không có nhắn tin nữa. Trong 6 tháng đó thì lúc đó em mới chia tay với bạn gái cũ. Thì tự nhiên bữa đó ngồi buồn buồn, tự nhiên lọc cái điện thoại, tự nhiên thấy cái con bé này lúc trước mình có nhắn tin nè. Lâu lắm rồi không gặp. Khi thế là tự nhiên mình mở tin nhắn ra mình nhắn tin. Mỗi lần mà cái số đẹp mà nhắn tới á là cứ nhắn lại hỏi là phải anh Khang không? Cứ không phải. Cứ nhắn tới là em hỏi, nhắn tới là em hỏi mà không phải. Anh nhớ ảnh đúng không? Dạ, bây giờ không biết sao liên lạc luôn. Tự nhiên cái bữa đó là coi như chắc cũng gần bỏ đi cái hy vọng rồi. Cũng là số nhạc, số lạ anh nhắn tới, nhưng mà là cái số nó hơi đẹp đẹp chút xíu á. Cái em mới hỏi cái, thì nói là anh nè. Tìm muốn rớt ra ngoài luôn đúng không? Dạ, bây giờ kể như em đang mê trai. Không sao em, bây giờ tại vì trai này đã là của mình rồi. Bắt đầu là từ đó là em phải tìm mọi cách để tiến tới. Về tỏ tình thì ai là người chủ động tỏ tình? Thì cái lúc đó đó là em đi diễn tỉnh. Xong cái em mới suy nghĩ, em nói là bây giờ mà cứ để vậy hoài thì nó mất, giống như cái đợt cái số liên lạc bị mất á, cho nên là thôi, năm ăn năm thua. Em nhắn tin, em nói là anh ơi, thôi bây giờ mình quen nhau đi. Em chờ một hồi lâu, ông mới nhắn lại, ông nói là cái chuyện này không phải phụ nữ nói. Em đi về Sài Gòn đi rồi mình tính. Đúng sĩ diện, tự ái chứ em. Dạ, hơi bị quê nữa. Tại vì tự dưng biết, kèo dưới ngang ngược tại vì biết sao không, lúc đó là đang là em gái của em. Em gái nuôi á, đây là đến lúc đó đi ra đường giới thiệu cho bạn bè, em gái tao. Tại vì hai cái mặt của hai vợ chồng nó cũng tựa với nhau. Nói ra thì ai cũng nghĩ là anh em với nhau. Thật sự là khi mà về Sài Gòn á thì nói chung là em đã xác định rất là rõ ràng, nghĩa là khi mà mình không còn bướng bận, không có quen ai nữa hết, với lại mình cũng cảm thấy là cái người này họ cũng rất là thương mình và em thật sự em cũng thích người ấy nữa. Thì vào đúng cái ngày 1 tây tháng 10 năm 2007 thì mới hẹn ra cà phê. Cũng còn nhớ luôn bữa đó bận một cái đầm màu trắng, rất là dễ thương, thắt bính kéo dài xuống vậy nè. Thì lúc đó em mới chính thức là ngỏ lời, là anh là bạn trai, cho anh quen nha, kiểu vậy đó. Có rơi nước mắt không?
Dạ có. Có đúng không? Hai đứa thường xuyên hẹn hò như thế nào? Đây cũng là một trong những cái lý do mà ổng quen em á. Là tại vì ra công viên 23 tháng 9 là chỉ có bịch bánh tráng 5.000 thôi anh. Em dễ dãi tới vậy luôn. Một lần đi chơi hết có 5.000 bạc thôi. Kế bên nó có một cái bot. Ngày xưa nó có một cái bot bán nước tự động á. Là mình còn xài mấy cái đồng xu á. Đó, cứ gom cái đống xu cái đều vô xong. Em uống gì em? Dạ, nghèo tới nỗi mà giếng từng đồng xu chỉ để đúng để nước suối thôi. Giờ là từ mười mấy năm nay quen chỉ uống nước suối không uống nước ngọt. Ừ. Nhờ đó. Vậy mà hai đứa bay trẻ, tụi em uống tinh khiết, nước suối tinh khiết cho mình. Trẻ, khỏe, đúng không? À. Dạ. Tôi là tụi em uống nước ngọt không á nha. Chỉ cà phê sữa, tôi nói thiệt. Bởi vì hai chị em mình mới ra nông nổi này nè, thực sự mà nói luôn. Hai chị em mình uống nước suối ra một rồi. Phải, nước suối thôi. Nước suối vậy mà. Rồi sau đó tình yêu của các em bao lâu thì mới đám cưới? Thì hai đứa quen nhau được khoảng 3 năm. Thì trong cái khoảng thời gian mà 3 năm đó thì nói chung là gia đình của bên Dung á cũng không có đồng ý em không cưới, nói chung là không chịu em luôn á. Lý do tại vì trong cái quan điểm của gia đình của bên vợ á là muốn cho Dung đi nước ngoài, nhưng mà thật sự ra mà nói thì cũng rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra. Cái thời điểm đó là em đi làm rất là nhiều, hồi đó nói chung là con gái làm bao nhiêu tiền thì mẹ giữ hết. Em không có giữ tiền, cái nhà em thì cũng khó khăn chứ cũng không có khá giả gì hết. Mẹ em mới nói là trời Dung ơi, tao thấy mày ở nhà mà mày làm đủ mọi việc như thế này, tao thấy mày khổ quá. Thôi bây giờ mày muốn lấy ai, mày quen ai thôi kệ mày, thì mày cứ lấy đi. Nhưng mà sướng thì mày chịu, mà khổ mày cũng chịu. Sau này á mày có khổ như thế nào đó thì mày cũng không có được quay về nhà. Từ lúc đó rồi bắt đầu em mới nói với anh Khang, thì anh Khang mới bắt đầu nói bố mẹ rồi về hỏi cưới. Vậy là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ 10 năm. Bây giờ sau 10 năm ở chung với anh Khang thì bây giờ thấy thế nào? Thật ra thì trong cái thời điểm đó thì em không dám về nhà. Mà có chuyện em cũng không dám tâm sự với ai hết, cắn răng chịu đựng một mình thôi. Bây giờ thì ba mẹ bên em đã ok hết rồi chưa? Hiện tại vẫn còn khó khăn chút xíu. Tức là vẫn chưa chấp nhận luôn hả? Thật ra đó là từ lúc cưới về á, anh ấy cứ đi miết, đi thường xuyên luôn. Không cần biết ở gia đình là vợ con của mình như thế nào, chỉ biết bản thân của mình vui, còn lại là bỏ hết. Lúc đó là chỉ có mẹ chồng của em kế bên thôi. Mẹ ruột em biết điều đó đúng không? Dạ biết chị. Cho nên là mẹ mới buồn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái việc mà Khang không để tâm đến em rồi khiến cho mẹ buồn như vậy á, thì cái trong thời gian bao lâu? Cũng phải 7 năm. 7 năm. Là mới chấm dứt đây khoảng 3 năm thôi. 3 năm. Dạ. Mới chấm dứt từ khi mẹ chồng mất. Tại sao mà cứ hỏi kỹ cái câu chuyện của tụi em như vậy? Để ba mẹ của Dung nếu có coi cái này thì ba mẹ của Dung sẽ một phần nào hiểu được bạn Khang này, là cái công việc của nghệ sĩ, mà nhất là những cái nghề giống như là Khang, là phải đi, tức là đi tỉnh nhiều. Trước khi gặp Dung á là cũng đã làm cái công việc đó rồi, là bạn đi tỉnh thành suốt, bạn đi làm việc, và bạn chủ yếu là bạn sống với lại anh em ở trong nghề á, thì thành ra nó gần như nó là một cái nếp mà khó có thể bỏ được trong một sớm một chiều. Ngay cái thời điểm mà bạn ấy lấy vợ thì thứ nhất là sự nghiệp chưa ổn định, tiền bạc cũng chưa có nhiều, và bạn chỉ chăm chăm một cái hướng của bạn là kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp để lo cho gia đình nhỏ của mình. Thành ra là xảy ra những cái sự việc ngoài ý muốn đối với Dung. Đó thì Vân chỉ thấy là cái thời gian hai bạn quen với nhau đã quá lâu, 13 năm trời đồng hành bên nhau cho tới giờ phút này, thì cũng mong là anh chị mở lòng với con rể của mình. Bởi vì khi mà anh chị mở lòng như vậy á, thì cái điều đầu tiên, cái người hạnh phúc sung sướng là Dung, là con gái của anh chị. Để mà Dung có một cái cuộc sống hạnh phúc thật sự đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với cha mẹ, thì đó là cái điều mà Vân xin với anh chị. Thì rất mong là anh chị nếu có coi chương trình này thì hãy gọi là đón nhận Khang để mà cho gia đình của Khang với Dung là hạnh phúc. Cảm ơn chị Dân, cảm ơn Quốc Thuận đã có những cái sự chia sẻ cũng như là những cái lời mà thật sự từ bấy lâu nay mà em không thể nói ra được. Mặc dù rằng là vợ chồng em sau khoảng thời gian nó khó khăn, thì hiện tại bây giờ gia đình nó bắt đầu nó đã đầm ấm, bắt đầu nó đã có như là nổi lửa, ăn cơm chung với nhau, rồi gia đình chăm sóc cùng với con cái, là cũng gọi là một cái gia đình hạnh phúc. Tới ngày hôm nay thì mọi thứ con cũng đã cố gắng, tất cả mọi thứ con cũng đã cố gắng để chăm sóc được cho vợ con, rồi cũng như dành tất cả mọi thời gian chỉ có gia đình mà thôi. Trên cái phương diện là một người con cũng xin lỗi ba mẹ, và con cũng mong muốn rằng là ba mẹ vẫn có thể chấp nhận hàng rể con đó, để con có thể tiếp tục để lo cho vợ con, để cho vợ con không có phải bị những cái tâm lý bị áp lực vui lên, chứ bây giờ là ngồi mà cứ sụp xịt khóc kiểu này thì cũng tội. Cũng tội. Sau chương trình này về rồi chắc chắn, thưa hai anh chị, chắc chắn sẽ tốt hơn. Chị nói cái câu ông bà mà nói không bao giờ sai,
đồng vợ đồng chồng tắt biển Đông mới cạn à, và công việc hai bạn gần như là tương đồng với nhau rồi. Tụi em cũng cảm nhận thấy điều đó từ khoảng gần hơn một năm nay, như là hai vợ chồng mà cùng làm chung với nhau thì nói chung là mọi thứ nó đều happy. Nó hợp rồi đó, hợp rồi đó. Mình show ra hết, mình không hề giấu giếm bất kỳ cái gì nữa. Tới giây phút này thì anh thấy con mắt của vợ em nó giãn ra được chút rồi đó. Là không còn buồn nữa. Thôi bây giờ tới phần em đó. Bây giờ cô ấy có thật xấu không? Đó chứ. Kể lẹ đi cho giãn con mắt ra. Làm biến. Làm biến không? Thì khổ tâm ghê luôn á. Đây, đã thứ nhất nè, để nó kể cho nghe. Em nói là đã vừa làm biến rồi nè. Chờ cái giai đoạn. Em chờ cái giai đoạn này mà. Rồi cái kẹt cái kiểu giống như là vô tâm mà cái kiểu cái đổ thừa là bị mất trí nhớ á. Ngày hôm qua nè, tật đổ thừa đó, đổ thừa mới ngày hôm qua luôn. Mình vừa về tới nhà mình mở cửa ra cái gì đâu mà nguyên cái nhà mở hết toàn bộ đèn lên luôn mà không thấy ba đâu hết. Bao nhiêu cái đèn mở banh luôn, từ toilet cho tới phòng ngủ phòng khách cho tới nhà kho mở hết luôn. Ủa sao không chịu tắt, đi xuống xíu tắt đi. Nhiều khi em nói là đồ á, em là người giặt đồ, em là người phơi đồ, em cũng là người đi lấy đồ, em cũng là người đi ủi đồ, mà kêu xếp đồ không xếp. Nó kêu thôi để nhiều xếp lần cho nó khỏe. Rồi nấu cơm ra xong ok mình phân công công việc mà. Em nấu cơm, anh rửa chén, đúng không? Tất nhiên nghe à, em nói hẳn với anh chị luôn là việc nhà bây giờ là em làm hết luôn rồi đó. Vậy đó ha. Giờ cái tật hay quên nó vẫn còn di chứng không nè? Còn em nói với anh là nhiều khi là quên luôn số điện thoại mình luôn. Ngay cả số điện thoại em quên không nói nha. Điện thoại em không quên không nói. Điện thoại của vợ mà quên luôn. Của mình. Tự nhiên ngồi cái sực nhớ giống như nhiều người hỏi em chơi trên số điện thoại. Đâu phải lặng đâu hết. 3 đến 5 giây. Anh số điện thoại em nhiêu vậy? em thấy cái đó đâu phải là tật xấu, đó là chuyển qua bệnh rồi chứ đâu phải tật xấu đâu. Đó mới có đổ thừa luôn á, chuyên đổ thừa luôn. Đổ thừa mình bị bệnh. Có nhiều khi hả nấu cái nguyên một cái nồi cơm hay kho có nồi cá đó, vô ngồi bấm điện thoại vui cười. Xong lát hồi ra khét. Bữa đó không có cơm ăn luôn. Rồi bây giờ Dung nè, em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Hiện tại thì em thấy như đó là đủ rồi. Từ 5 năm trở về đây á thì em không có khóc. Dạ, nhưng mà lúc nãy thì chị Hồng Vân là nói đúng cái tâm trạng của em và cái mong muốn của em ở thời điểm hiện tại. Hiện tại bây giờ em chỉ muốn ba mẹ em chấp nhận chồng em thôi. Em chỉ muốn điều đó thôi. Chắc chắn là chị nghĩ là sau ông bà xem chương trình này ông bà sẽ hiểu. Nhân cơ hội này, em có điều gì muốn nói với Dung hay không? Hai đứa tự nói nhau đi. Tôi mặt đối mặt đi, tôi không thấy gì hết. Thật sự ra mà nói thì 10 năm, 13 năm hai vợ chồng quen nhau tới ngày hôm nay, thật sự ra mà nói là cảm ơn em rất là nhiều. Để có thể thay đổi được một cái con ngựa hoang, để có thể làm cho cái con ngựa đó nó có thể thuần phục tới ngày được ngày hôm nay. Thật sự là cảm ơn em rất là nhiều. Và anh chỉ mong muốn rằng là vợ chồng mình cứ vậy hoài thôi. Không cả. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Vâng, chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Tên em là Lộ Tuấn Anh, em 30 tuổi và em đến từ Hà Nội, đang làm nhân viên khách sạn ở Hà Nội. Còn em? Dạ, em là Lê Hồng Diệp ạ. Em 30 tuổi và em là giáo viên tiểu học. Tụi em từ Hà Nội bây giờ đây. Dạ vâng ạ. Hai vợ chồng anh gặp nhau đâu? Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy là ngày đấy còn blog 360 độ ấy ạ. Thế là em mới thấy cái ảnh của anh ấy chụp. Anh hồi đấy anh cạo đầu chọc này, xong anh bấm nhiều khuyên tai đó, trông ngổ ngáo lắm mà trông yêu lắm. Thế là em mới add nick Yahoo làm quen. Thế thì bọn em cũng phải nói chuyện đến gần một tháng thì em thấy anh ấy nói chuyện rất là có duyên, em mới hẹn gặp anh ấy. Vâng. Gặp nhau bao nhiêu lần thì mới yêu nhau? Gặp nhau đến lần thứ 3 thì yêu nhau, nhưng mà lần thứ 2 và lần thứ 3 cách nhau 2 năm ạ. Vâng. Ủa sao kỳ vậy? Lý do gì mà lần thứ 2, lần thứ 3 cách nhau tới 2 năm? Tại vì đến lần thứ 2 thì em mới phát hiện ra là anh có người yêu rồi, thế em mới cũng cố thử thêm lần nữa. Em mới bảo là đi cà phê không, thì anh mới bảo là không, còn đang bận ngủ. Em tức là em tự ái lắm, thế là em thôi. Coi như em biết cái bạn này có bồ rồi, em tức quá em bỏ đi. Vâng. Rồi lý do gì mà 2 năm sau gặp lại? Lúc vì đấy em chia tay người yêu rồi. Vâng. Thì là lên trên mạng có gặp vợ. Thì cũng nói chuyện rủ đi chơi, đưa nhau đi tô tượng, ăn kem là đổ. Tô phát xong là đổ luôn. Mất 3 tiếng luôn. Thêm 2 ly kem xôi mỗi 5 nghìn nữa. Ở trong cái thời gian mà các bạn yêu nhau thì có lần nào chia tay không? Dạ, chia tay thì nhiều lắm. Nặng nhất là một tháng là trước khi cưới. Thì khi mà em đặt vấn đề với anh ý thì anh về có hỏi bố mẹ. Thì bố mẹ anh ý nói là chưa đồng ý. Bởi vì là bây giờ anh ấy công việc chưa ổn định. Thế còn bố mẹ em thì nói là trông nó bằng tuổi mày nhưng nó trẻ hơn mày á, thì liệu nó có lo được cho mày, cho con không? Tức là hai bên gia đình là đều không tin tưởng. Vâng. Thế lúc đó em như thế nào? Thì lúc đấy vợ dỗi không cho cưới, là vợ bỏ đi Thái Lan 15 ngày. Em đi một mình hay là có ai? Em đi một mình ạ. Thực ra thì cái lúc mà bọn em vẫn đang quen nhau ấy thì em cũng có chơi với một anh bạn người nước ngoài. Thì anh ấy rất là thích em. Thì anh ấy đang làm việc ở bên Thái Lan. Tuấn Anh có biết là ở bên Thái Lan có một người thích vợ mình không?
bạn gái mình lúc đó? Có, em gặp hẳn ở Hà Nội rồi. Nhưng mà em biết bạn gái của em lúc đó là chia tay là buồn là đi qua Thái Lan gặp bạn đó không? Thì lúc đầu em cũng không biết là sang đấy là để gặp là bạn ý. Em cũng không là chủ định để gặp cái người bạn kia đâu mà tại vì người bạn nhưng đấy. Mà sang có gặp hay không? Sang có, em gặp đúng một lần đấy ạ. Rồi lúc đó là khi mà em biết gặp thì cái phản ứng em như thế nào? Lúc đấy em không ăn được, tức lắm, ngại, tại vì thấy đi ăn với lão ấy. Đi với lão ấy sao? Già lắm rồi, bốn mấy tuổi. Bốn mấy tuổi rồi. Rồi sao? Rồi em nhắn tin là sao đi với người như vậy, thì bảo là sao bên đấy có một mình thì làm sao mà biết người ta làm gì. Lúc đấy ông ấy còn để trạng thái quan hệ là chuẩn bị cưới. Chuẩn bị cưới với bạn này. Vâng. Tức đi luôn chứ dễ gì. Không ăn được. Hơn một tuần thì bố mẹ cũng có nhìn thấy cái tình cảnh như thế, cũng có hỏi han. Rồi ở đâu em cũng tâm sự thẳng với bố. Rồi bố bảo thôi được rồi, hạnh phúc hai đứa thì hai đứa tự quyết định. Rồi lúc đấy buổi tối em có nói chuyện với bố, rồi bố cũng đồng ý là cưới rồi. Em có nhắn tin cho bạn này. Khi mà em nhận được cái tin nhắn là bố anh này đồng ý cho cưới nhau, vậy thì về phía gia đình của em như thế nào? Bố mẹ em thì không ngăn cản gì đâu. Tức là bố mẹ em chỉ khuyên thôi là lấy một người như anh ấy thì liệu anh có lo được cho em không? Bố mẹ thì thương con mà. Nên ra là nếu mà con muốn cưới thì bố mẹ cũng là sẵn lòng thôi. Chỉ dặn dò là hai vợ chồng cũng phải sống với nhau như thế nào để cho nó hòa hợp đấy. Rồi, bây giờ nè, quen nhau 3 năm, vượt qua bao nhiêu sóng gió, tuyệt thật nè. Và cái cú đó xong rồi là lấy nhau đó. Lấy nhau về rồi chắc chắn là quá hiểu nhau là đâu có gì thật xấu đâu đúng không? Dạ không ạ, lấy nhau về cực kỳ nhiều thứ rồi em mới phát hiện ra. Tôi thấy bà vợ nào cũng vậy nha, mỗi lần nói thật xấu là ôi dồi ôi chồng thật xấu nhiều lắm. Tôi quyết định nhường cho chồng khai. Rồi giờ thật xấu giờ em là gì Tuấn Anh? Yêu nhau thì còn trang điểm, son phấn, quần áo là lượt. Nhưng mà khi về cái thì thôi bừa bộn lắm. Quần áo thì vứt cả lên màn hình máy tính. Đây cả giường. Về lần nào em cũng phải dọn. Vậy là ở nhà chắc có lẽ là em là dọn dẹp không chứ? Đấy, vâng ạ, em dọn dẹp rồi tắm cho con đấy, toàn sai em ạ. Cái mồi này là kèo dưới rồi. Kèo dưới à? Đâu, tại vì là anh bảo là hồi mà chưa lấy nhau ấy thì đi chơi thì trông em anh cũng khen xinh. Thế xong rồi đến khi mà lấy thì tại sao lại không là lừa thì em cũng nói là thế bây giờ cá mà cắn câu thì cần gì đầu tư nữa. Mà em bầu ấy xong rồi đâm ra là em béo lên khủng khiếp luôn ấy. Không mặc vừa đồ nên là anh nhiều quần áo là em toàn lấy quần áo anh mặc. Cũng là đàn ông như nhau anh hỏi à. Vâng. Em có thích vợ em trang điểm cho một cái bề ngoài nó bắt mắt hay không? Dạ vâng, em cũng có. Đi ra đường gặp bạn bè trông nhìn nó xinh xắn hơn. Thế em có nói với vợ em không? Có, em nói nhiều rồi nhưng mà tao bảo là... Hôm nay nè, vợ em trang điểm nè, em nhìn thấy vợ như thế nào? Cho điểm đi. Cho mấy điểm? 10 điểm. 10 điểm? Một con. Trước khi vô đây ở nhà thì mấy điểm? Chắc tầm gần 5 điểm. Ủa sao anh cho em ít điểm thế? Ít thì cũng phải được 7 điểm chứ. Đâu có thể nói thế đâu. 5 điểm anh mừng đó, anh sợ là ông đó 3 điểm. Vậy là mình phải coi lại cái vấn đề này rồi đó. Ngoài cái lôi thôi lượm thượm ra thì còn cái gì nữa không? Số này quát chồng. Mùng 2 Tết đã quát chồng rồi. Không quát sao đâu? Thì em có ngồi máy tính xem xét một tí thì đã quát ầm ầm lên. Không phải một tí, nhiều lắm. Đâu quát sao đâu? Giờ này rồi con chưa tắm cho con. Mùng 2 là bắt tắm rồi hả? Vâng. Hàng gì tắm lúc đó vợ làm gì vợ ông tắm cho con? Tại vì anh tắm khéo hơn. À. Anh ý tay anh ấy vững hơn, anh bế con vững hơn, em ôm em sợ. Đúng rồi, tay dài. Có nghĩa là tắm cho con là việc của chồng. Vâng. Nói chung là mấy tật xấu nè, bê bối nè, lụm hụm nè, hay ăn bắt chồng nè, tức là ăn to nói lớn đúng không? Hay bắt chồng nè, rồi cái gì nữa? Hay cầu nhau. Em ngồi máy tính một tí cũng cầu nhau. Còn cái gì nữa? À, nấu ăn kém nữa nhưng mà toàn bắt em nấu thôi, bảo với mẹ vợ, mẹ chồng là con nấu đấy. Đâu, anh bảo, không phải em bảo đâu ạ, anh ấy bảo đấy ạ. Tức là anh ấy nấu xong rồi anh tự bảo với cả mẹ chồng em là em nấu. Nhưng mà lâu dần mẹ chồng em phát hiện ra là em không nấu mà là anh nấu rồi. Em biết rồi. Không, cái vụ quá to thì phải công nhận là sẽ có. Tại vì bây giờ chứng thực là ngồi ở đây là thấy rõ ràng người vợ nói to hơn ông chồng đó. Nhưng mà có khi nào em quát chồng xong rồi là bị mẹ chồng bắt gặp không? Nhiều lắm ạ. Lúc đầu mẹ chồng em cũng chỉ nói với anh ý để góp ý với em thôi. Nhưng mà sau thấy em không thay đổi ra mẹ chồng em nói luôn với em là con ơi nếu mà nói nhiều quá là đàn ông chán. Mà em có rút kinh nghiệm không? Chắc là được 1-2 hôm, đến hôm thứ ba em lại quên mất. Tại vì đó cái bệnh nghề nghiệp của em rồi, em là giáo viên tiểu học mà em hay quát học sinh, em quên, về nhà em quên. À, cứ tưởng ông là học sinh của mình. Em bây giờ cho em nói đó, chồng em thật xấu. Hơi điệu một tí. Tức là anh ý thích mê đồ thể thao lắm, anh mua nhiều lắm. Thế cái hồi mà yêu nhau á, thì em cũng không để ý lắm, em chỉ thấy là anh này trông có vẻ là mặc đẹp. Thế nhưng mà đến khi cưới nhau xong em phát hiện ra bao nhiêu tủ ấy thì toàn là mở ra toàn là quần áo của anh ấy không được. Mà có những cái mà anh ấy mặc 1-2 lần thôi, xong lại vứt xó. Thế thứ hai là anh mê giày đấy, xong rồi anh ý anh hay chê là em bừa bộn này, cẩu thả này, rồi lôi thôi. Nhưng mà
anh ấy vác luôn mấy đôi giày lên giường, anh ấy ngồi anh ngắm. Anh suốt ngày là bắt em là phải sạch sẽ thứ, nhưng mà anh ấy vác mấy đôi giày lên giường. Giày mới hay giày cũ? Giày mới. Ờ, giày mới vác được thì cũng không sao. Ờ, sao là giày cũ là mang đi dính đất rồi dính bùn này nọ mà. Mê vợ hay là mê giày hơn? Không lo vợ không ở nhà thì em mua giày quần áo hơn đấy. Mà vợ về thì em không, anh ý không phải đâu, anh ý chỉ để ý đến quần áo, giày dép. Nhiều lúc em muốn nhờ anh làm việc này việc kia, anh cứ ngồi máy tính thì em mới tức, em mới quát đấy chứ bình thường thì em quát làm gì. Thì không phải lý do đúng không? Ừ, có nguyên nhân. Mà sao em mê dữ vậy? Tức là em có một cái đam mê về giày hả? Nói là cái sở thích thôi ạ, để cho chắc là hồi nhỏ bà nội có chăm chút mua sắm quần áo nhiều quá, thế bây giờ thành ra là tệ thích. Rồi bây giờ em mong muốn Tuấn Anh thay đổi điều gì? Nói chung là bớt mê mấy cái đấy đi, để thời gian để chăm vợ chăm con. Thì với cưới xong rồi đẻ con các thứ, nhiều lúc em căng thẳng lắm, em chỉ muốn là tâm sự với anh ấy, ví dụ là anh ơi hôm nay thế này thế kia. Anh bảo thôi anh mệt lắm anh đi ngủ á. Thế anh không nói chuyện với em ấy đâu, ít tâm sự với vợ lắm, ít trò chuyện với vợ. Em mong muốn vậy thôi á. Em mong anh sửa được những cái đó. Thế còn Tuấn Anh, em muốn dịp thay đổi điều gì? Nhỏ tí thôi, tâm lý một chút với chồng, với cả thông cảm cho cái sở thích của chồng. Không, chị thấy Diệp sống trong một cái gia đình nhà chồng như vậy là Diệp rất là may mắn. Bố mẹ đều rất là hiền lành, nhân hậu và rất là thương cái người con dâu này. Thì chị nghĩ rằng em đừng bao giờ nên để mất cái không khí đó. Còn riêng đối với cái mong muốn của chồng em, theo chị là rất chính đáng. Có nghĩa là như vậy, em không bao giờ được để cho em được bê bối trong cái về hình thức lẫn nội dung luôn. Chị nói là cả hai vế luôn á nha, lúc nào mình cũng phải gọn gàng đẹp trong mắt của chồng. Cái đó là cái kinh nghiệm, có nghĩa là mình đừng có nghĩ là mình ra đường mình mới đẹp, không có. Ở nhà cũng vẫn phải đẹp trong mắt chồng, trong mắt bố mẹ chồng. Rồi sau này còn trong mắt của con nữa cơ. Con của mình lớn lên lúc nào nó cũng thấy mẹ mình bê bối xấu là nó buồn lắm. Nhiều khi nó có những cái mặc cảm mà mình không biết đâu. Khi nó đến trường hoặc nó ra ngoài đời á, khi nó nhận được những cái câu khen của bạn bè nó đó, ôi trời ơi bố mẹ của bạn đẹp quá, hay là bố mẹ của bạn sang quá, xinh quá, là tự thân nó cũng rất là hãnh diện. Thì huống chi là chồng mình. Đó, thì chị chỉ nói là một điều, em phải làm cái điều đó ngay lập tức. Đó là cái thứ nhất, điều đó điều đầu tiên. Sau đó thì đến cái việc là sẽ nhỏ nhẹ với chồng một chút. Tại vì thực ra cái đam mê của Tuấn Anh á, theo chị á, có thể chấp nhận được. Thay vì đam mê những cái khác, ví dụ như là game nha, những ông chồng thường là game nè, nhậu nè, đã đi nhậu nè, rồi là thích đi ra ngoài đường, ví dụ hoặc bồ bịch gái gú. Thì anh cái đam mê này không vướng gì hết cái đam mê này là không thể chấp nhận được. Còn Tuấn Anh á, thì chị thấy nếu được thì em quan tâm với vợ nhiều hơn. Còn riêng cái việc á, mà em tắm cho con nè, hay là em nấu nướng được, sau này em sẽ thấy em được lợi từ cái việc đó. Tại vì sao? Sau này á, em sẽ thấy là cái thành quả mà em làm, đứa con nó đáp lại em làm số 1 luôn. Những người cha á, mà không chăm con thì thôi nha, chăm con được á, là tuyệt vời luôn, khéo hơn mẹ nữa đó. Tuy nhiên em đừng để mất quyền lợi về cái việc đó. Em hiểu không? Em phải học hoặc là em phải hụ hợ, em đừng để đứa con nó đứng hẳn về 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 ba nó. Em hiểu chưa? Vì cái đó là cái quyền lợi của mình. Còn không là 1 tuổi là nó biết rồi, là nó đeo ba nó không? Em hình dung không? Đó. Còn nấu ăn, ví dụ chồng em nấu ngon thì cần gì, ví dụ như hai chồng cùng nấu cùng ăn với nhau, có phải đâu nhất thiết phải là chồng nấu cho vợ hoặc vợ nấu cho chồng. Hai vợ chồng cùng nấu món ăn đó để hai vợ chồng cùng ăn, phải sung sướng không? Rồi, về là bắt đầu bắt tay vào nấu liền nghe. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc nha. Thế anh thì dạy em. Đó, Tuấn Anh dạy vợ. Rồi okay. Sau đó là hai đứa nấu rồi đưa bố mẹ ăn thử coi là bố mẹ chấm điểm sao. Cùng vô tắm con luôn. Wow đó. Chào hai bé. Đó. Vợ chồng rất là đẹp đôi chị ơi. Đấy. Người quen của chị. Con rể tôi. Dạ. Yeah. Con rể út của tôi. Rồi mời hai em. Dạ, em xin được chào anh Hồng Thuận. Em được chào Cúc không sao. Dạ. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em được xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Dạ. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. Dạ. À. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả một đời ân oán nữa, tức là lúc đấy em song song quay 2 phim cùng lúc. Cả một đời ân oán luôn cái lúc đó đó. Rồi, cực khác, em 2 năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Phận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai Châu. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi
cô bằng bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được, không sao cả nghe, gọi sao chú cũng nhận hết đó. Đó. À, Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp sắp có hai con giáp, có một con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp sắp có một con giáp à. Chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính tuổi mụn là 33. 32. Là 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Không, nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá, và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng. Mới được có cái bằng cầm trong tay là chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng lại luôn à? Lấy lợi luôn. Lâu sau bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, rất là cao, và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc không, đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi, make up mặt nó rất make up đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Vậy đó. Thì là con đầu tiên là con cảm con thấy vừa là thấy là con thấy sung sướng không? Đẹp này. Chưa nữa nè. Ánh mắt của bạn ánh mắt lúc nhìn make up vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm, nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy, mình có một chút cảm tình từ ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mình đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đó. Lúc đó là còn xuyến sắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết, lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết đến anh Tuấn chưa? Rồi con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà về sau con biết là không phải. Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đóng, là chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một đoạn ngoài án đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là ôi em hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Big fan. Đúng rồi, big fan của con. Phim nào của anh em cũng xem. Hóa ra xem một vài phân đoạn của một phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao, lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy ạ. Có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Vâng. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích rồi đó. Nhưng mà cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là đó, chủ động liên lạc liền. Rồi đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy con đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào?
thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy, nó cũng mất thích đi một chút đấy. Ôi, người ta mới 21 tuổi mà. Ôi, lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20 vừa chuẩn bị bước qua 20. Lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu đúng không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà thời gian đến với cả bạn ấy thì là Uyên đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay lúc sao? Đấy là con quay xong rồi. À, đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại hôm đấy là còn bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11. 12. Cuối tháng 11 gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không mất luôn ấy. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn nhau? Lúc đó em đến đón. Có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu lận, tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ, bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy, thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn rất là trong sáng, tức là nghiêm túc và trong rất sáng, nghiêm túc, kín trong cổng sáng. Cao tường. Dạ. Tháng 11 gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết phổi nữa rồi. Đấy rồi sao rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy, đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là, lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi, hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng là trong không, sáng rất là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy chị lại mặc một bộ đồ bó sát, lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn là ôi sao trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không, áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, tức là đồ ngủ đấy, nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này. Sao lại mẩy nhở? Sao mẩy? Mẩy. Tiếng Bắc á, mẩy là nó hấp dẫn á. Mẩy. Nhìn nó là hấp dẫn á. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ. Sau đó thì cũng... Rồi sao? Mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi, ông đóng phim ông mệt quá rồi đấy, mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, dạ. Cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ gì không? Lúc này thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, còn, sau đấy là em có phải đi tiếp, đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó chắc Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ Nhung ảnh đúng không? Không. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 rưỡi 12 giờ. Mà tại sao không? Sao con quay về, con quay về phòng trọ. Mà lại quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Mệt, và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó, mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo, và mẹ con thì lại có nhiều bệnh, và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội, là vì là mẹ con bị bệnh. Mẹ con bị u nang màng não.
Ồ. Trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. Ồ. U ngực là u lành, sau u ác, và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện mà mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là quyết định ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác, chuyển qua. Không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ. Đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? À, thực ra thì sau đó thì con em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì lúc ở nhà trọ. Nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa Quỳnh về mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á, trong cái việc mà đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn, tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà, ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy, thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau một năm ạ. Một năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố lắm ạ. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái, cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi là vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ. Là nhận nhau, nhau đúng không? Dạ. Sao thì... vậy? Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Lỗi to lắm cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn. Thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau ấy, thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được 1 năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi thế là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn, cũng có đến... tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy là có nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi. Tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà, thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia thì ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài ạ. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không. Tức là chú không hiểu à? Ủa rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết. Thế là không, nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ hòa rồi không thì... thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè, bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi đúng không? Vâng. Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng nên là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Quỳnh. Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu. Lúc đấy là em thực sự là em bảo lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả, nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau
Tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn đính, tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và... Thà thiệt chân thành quá, sau đó đóng cửa là luôn. Khổ thân thần tính, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi. Nhưng mà cái tay nó to quá, là nó đè sang cái chỗ cái tim. Chứ không có phải chủ đích là bấm tim. Hay thả tim lắm cô ạ. Bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chắc bị chặn chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi cho khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu cũng yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi bố anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến cái lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi? Dạ bây giờ em lúc bốc thử hai vạch á. À lúc đấy là... mới có 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà, đúng không? Dạ vâng. Vui. Là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ, từ khi mà em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên không làm phim mà chỉ ở nhà chăm vợ con. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Đúng đó, thì thực sự đấy, lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Vì con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. Là quảng cáo sản phẩm rồi đó. Đấy. Đi chị gì ta nghe không? Tự nhiên đụng cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Hay quá. Và sao rồi vậy lại em rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Tả giấy, tả viết rồi em bé con á. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nhá. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sang năm ạ. Con nghĩ cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ đó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có một đứa nữa thì sao? Thì lại tiếp tục nghĩ nữa à? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi.
có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều, nhìn nó ngứa mắt, vợ luôn ra để anh làm. Ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người ru, riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được, giúp việc cô giúp việc cũng mới cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó, cũng một tay luôn. Nhưng mà là anh là vừa đi làm vừa ở nhà chăm đấy. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, có chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ, đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả, đúng hơn là một thành quả như ngày hôm nay, phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đúng đó, hạnh phúc là lựa chọn. Thế thôi nha. Rồi bây giờ tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Thì em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Nghĩa là từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy, nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu mỗi lần đi nhậu thì cũng về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong thì là có lèm bèm hay là có ấy hay là ngủ? Không lèm bèm, về nhà ngủ luôn ạ. Nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về, và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Sau này cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, lúc này con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè hay là đi nhậu ăn với sinh nhật ăn sinh nhật bạn bè bạn bè là đối tác các thứ. Em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Con không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ, thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là anh hả? Vâng. Ủa sao cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ? Lúc yêu thì cũng hơi lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bất xong bây giờ bất luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác rồi. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn nữa. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn ạ. Thế là ngày xưa thì con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì ru con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn là kiểu anh ngủ sớm đi, ngủ sớm này. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có ru được con chưa?
thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Cứ từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ, một vài cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi, em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Vâng, ngủ sớm rồi. Nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra ít thôi. Lúc không? Vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút con tự. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm. Ghen rất ghen. Và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Ngủ mơ thấy là ghen nhá. Ừ, có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Vợ con thì chỉ đôi khi là... tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất là nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Nhưng mà đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi. Tại vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những đừng chuyện nhắc cũ là đi. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cay cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai đúng của anh là anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy, nó vẫn tả tim mà con, nó vẫn tả tim. Nghĩa là cái bỏ luôn rồi, con cái đấy con bỏ luôn rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi. Còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy. Nghĩa con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế và em cũng kiểu không thích là anh người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen anh. Lướt qua hiểu anh, đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà, nhưng mà thôi hạn chế đi, sao bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua. Tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại. Tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Tức là như vậy là tôi hay vợ cho em ok rồi. Hai cho em mà không có gần như là không có cái thực ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi thì những cái chuyện cũ đấy nó đâu. Chuyện cũ là đó bỏ qua đi. Đó. Thế nhá. Cô á là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa. Trời, con xinh như thế. Con vừa xinh này, vừa trẻ này, vừa giỏi này. Nổi tiếng mắc nữa. Mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ. Việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai. Cũng không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình, bạn bè của con lúc biết. Lúc mà yêu thì con cũng có nói cả vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ. Đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình chưa, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá. Nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Nha. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa quá. Không, bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè, ừ. Đó,
Thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn dạ. Là mình cũng không có quá lãng mạn dạ. Và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ có tỏ tình. Tỏ tình là tỏ tình. Không có tỏ tình với cô ấy. Đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy Phật con. Mình đẹp mà. Trong thời gian mà mình yêu nhau này, với nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi. Nhưng mà anh rất là cảm ơn. Cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau. Và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Ôi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha, trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc để cho tất cả khán giả thấy được rằng các bạn đã có được ngày hôm nay một cái tình yêu, một cái niềm hạnh phúc đẹp như thế này. Đó chẳng qua đó là sự lựa chọn, và hạnh phúc đơn giản là lựa chọn. Nha. Xin cảm ơn. Là ngày đứa nha. Ok.